Và đi ra phường chuẩn thì lấy cái giấy phép kinh doanh. Ăn ổ bánh mì rồi mà cảm thấy sức nó vẫn chưa có. Đức không nghỉ hè á, anh còn học thêm à? Học thêm hả? Trà mình thấy đi học thêm. Đức giờ là không cùng trường với Trà mình à? Khác à. Trà mình đang muốn chuyển về võ trường toán. Ờ thế hả? Phụ dâu cho ai hả? Vừa đi làm đa khóa mà xin khóa một kiện chữ chú. Đi làm chị kia bảo đi phụ dâu kéo kiếm cục hàng. Thế hả? Em bữa làm 8 tiếng trăm tư. Trăm tư về nhọc quá. Nói với bố thằng nó, hả? Không đi nữa đâu. Không đi nữa đâu. Không đi phụ chứ còn đi phụ dâu. Phụ dâu thì có làm gì đâu. Phụ dâu thì bưng quá ấy. À, Trà My về nói với bố Thành á, về đến nơi á, nó không chào bố gì hết, nó kêu, à, mệt quá, mệt quá, không đi nữa đâu. Nó bảo đây này. Thế bố bảo. Ừ. Thế và bố bảo đây này. Không sao đâu, mấy bữa đầu mệt không sao đâu, không đi nữa đâu. Đi xuống. Ừ. Đi xuống o rồi đi này. Không, đi đi. O thì nhủ là dù hẳn đi đi. Kể anh đi, cho anh đi cho nhọt không biết. Mày giao cho 500 hả?
đội đi ngồi văn phòng như là mệt quá. Nhiều phụ ấn để phụ cho o mà ngày mà còn già mà ngủ quên mất rồi. Vậy đó, làm nó khỏe. Tưởng từ sáng đi, từ hãng đi, mấy giờ mà được có 140. Đứng lúc mấy giờ tới mấy giờ mà được có 140. Công nhận hình họ cũng bóc sức lao động ghê ha. Mà đứng không à, làm mệt lắm chứ mày. Cô Huy cũng đòi đi. Cô Huy là bảo chị Hiền là mua cho một bộ quần áo, quần tây, áo trắng, một đôi giày. Thế chị Hiền nói hết khoảng nhiêu? Hơn 1 triệu. Thế chị Hiền kêu thôi ở nhà đi cắt chỉ đi. Thế là mặt nặng mày nhẹ không chịu. Rồi đi cắt chỉ cho dì Oanh đi để khỏi phải mua. Chứ làm có 140 à, 10 lần mới được 1,4 triệu mà mua quần áo hết hơn 1 triệu thì như không. Thôi nhìn đi đừng đi nữa. Bây giờ nó bảo vậy. Thế xong rồi không đi nữa đó, chứ cũng đòi đi. Còn đây có cu Cún á, thì ủng hộ hẳn đi, hẳn đi. Cún thì đó, cu Cún là o nhủ đi này, đi đi rồi o mua quần áo cho. Cái đứa trông cho hình đi thì hình không đi đó. Tuổi Lâm đi làm à? Bữa nhiều chị ở lại bàn làm chứ đó, chuyển ở lại thôi. Mà quá vậy gặp con nội gì đó. Ba là hình mơ chị quá làm một ngày trong tuần á. Chị buồn ầm ơ là bây giờ nhiều việc nữa làm chứ được. Mình nhiều việc đây. Thì đó, mình nhiều việc lụt nó không hết. Đi đâu được. Đi nhưng mà hình làm bị phòng khác mình rồi, mình điều trị bằng cách chi. Thì đó, ví dụ như mà mỹ phẩm mà đi theo cái lộ trình mà mỹ phẩm mình đề ra này. Thì đó, chứ còn mỹ phẩm bên kia nó khác thì chắc chắn là cái liệu trình nó phải đi khác mình. Mà liệu trình khác mình thì nó phải khác. Tại vì mình làm bao nhiêu lâu mình mới nghiên cứu ra được cái này. Mà liệu trình khác như rửa mà thuê mình làm tại vì đâu. Thì công mình bỏ ra liệu trình như đi tự nhiên bị kịp đi, tự nhiên cho họ học đâu có. Nó có dễ vậy. Người ta tin tưởng bác sĩ đó. Chứ mà mày được không có băng cấp thì vậy. Thế mà cũng được tin tưởng. Thế vậy. Chỗ con mới bỏ ra bác sĩ đó. Học vẽ lắm. Nói cái em làm gọi lên đó nhé. Giờ ai về giờ có bác sĩ đi họ nói. Thì nhà mình ở đây có bác sĩ mới đông khách về chứ.
hôi hôi này lam á, một khách ít lắm. Cái ve chỉ kẹo ve bịch báo nhiêu đi học mà thấy rồi anh đi học thấy dài rồi anh đi đi Hi guys, welcome to my YouTube channel. If you enjoy the content today, please remember to subscribe, comment, and smash the like button below.